Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà sử dụng chuột ở trên máy tính nhé. Đó, chuột máy tính dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu nhé. Đó, còn các bạn mà đã sử dụng máy tính lâu năm thì các bạn có thể bỏ qua video này nhé, để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu cũng như là mới sử dụng chuột, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết nhé, để các bạn dễ theo dõi nhé. Thì ở đây chia sẻ các bạn là có một cái con chuột các bạn này, chuột máy tính nhá, gọi là chuột dây. Đó, thì đối với các bạn mà mới sử dụng máy tính lần đầu hoặc là người lớn tuổi và người già ấy, thì tốt nhất là nên dùng cái chuột dây này thì dễ sử dụng hơn. Đó, thì chuột nó sẽ có cái đầu dây thế này đó, đầu dây USB này. Ở đây là đầu dây USB thì các bạn sẽ gắn vào máy tính này, gắn vào cái cổng USB của máy tính này. Còn đây là cái con chuột chính của mình này. Đó, thì đối với con chuột thì các bạn cần chú ý là có ba cái bộ phận chính nhá. À, sau khi các bạn gắn cái dây USB nào vào máy tính ấy, thì trên cái con chuột này nó sẽ có một cái đèn đèn LED, nó sẽ báo báo sáng nha, báo sáng. Thì khi mà cái đèn LED nó báo sáng có nghĩa là các bạn đã kết nối chuột với máy tính thành công. Còn nếu mà các bạn gắn con chuột này vào máy tính mà chưa có đèn LED báo ấy, thường thường là như thế, thì có thể là các bạn gắn chưa thành công. Thì cái con chuột này nó có ba cái bộ phận chính nha. À, cái thứ nhất đây là con trỏ của mình các bạn này. À, cái thứ nhất là cái chuột trái này. À, thì con chuột thì nó sẽ có một cái chuột trái phía bên này, gọi là phía bên trái, gọi là chuột trái này. Còn cái nửa bên này bên phải thì ta gọi là chuột phải nhá. Và cái ở giữa này có một cái con lăn thì gọi là con lăn chuột đấy, con lăn chuột nhá. Đó, thì khi sử dụng chuột thì các bạn cần phân biệt thật chính xác nhá. À, nửa bên này thì gọi là chuột trái này, à, nửa bên này thì gọi là chuột phải này, và ở giữa này có một cái con lăn gọi là con lăn chuột. Cái con lăn này các bạn có thể là lăn về phía trước này, đấy, lăn về phía trước này, hoặc là có thể là các bạn sẽ lăn về phía sau, à, lăn về phía sau. Thì khi sử dụng chuột thì các bạn sẽ sử dụng một trong ba cái phần này, một là các bạn sẽ sử dụng chuột trái này, có thể là sử dụng chuột phải này, và có thể là sử dụng con lăn chuột nhé. Đó, thì nội dung đầu tiên ở trong video này thì sẽ chia sẻ các bạn về các thao tác với chuột trên máy tính nhé. Đó, thì ở đây sẽ chia sẻ các bạn về sáu cái nội dung. À, thực ra thì khi mà chia sẻ các bạn thì ghi ra nó nhiều như thế này thôi, ghi ra thì nhiều nhưng mà khi chia sẻ cho các bạn thì nó sẽ rất là nhanh và gọn thôi nhé. Và cái nội dung đầu tiên đó là bấm chuột trái một lần nhé, một lần để làm gì? Đó, để chọn một cái ứng dụng nào đó. Đó, để chọn một cái ứng dụng thì các bạn sẽ bấm chuột trái một lần nhé, bấm chuột trái một lần. Đó, bấm chuột trái một lần thì chúng ta sẽ chọn một cái ứng dụng nào đó. Rồi, ví dụ ở đây thì mình sẽ có một cái màn hình máy tính Windows 7 các bạn này. Và ví dụ bây giờ các bạn muốn chọn cái ứng dụng My Computer đúng không? Chọn cái ứng dụng My Computer hoặc là Computer thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây một lần này. Và có nghĩa là các bạn đã chọn ứng dụng này. Hoặc là cái ứng dụng Network, ứng dụng mạng thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây một lần, có nghĩa là mình đã chọn cái ứng dụng này. Hoặc là ứng dụng về GKBIN, các bạn kích chuột trái vào đây một lần để chúng ta chọn ứng dụng GKBIN. Đó, ví dụ như vậy các bạn nhé, đó gọi là chọn một ứng dụng. Là chọn ứng dụng nào các bạn kích chuột trái vào ứng dụng đó một lần. Đó, ví dụ như ứng dụng này. Rồi, cái nội dung thứ hai đó là kích đúp chuột trái. Đó, kích đúp chuột trái có nghĩa là bấm bấm hai lần liên tiếp, bấm chuột trái hai lần liên tiếp và bấm thật nhanh các bạn nhé, bấm thật nhanh hai lần. Thì vừa rồi có một số bạn có chia sẻ đến kênh của mình là hỏi là kích đúp chuột trái là gì các bạn nhé. Đấy, kích đúp chuột trái là gì? Đó, thì kích đúp chuột trái có nghĩa là kích chuột trái hai lần liên tiếp thì nó sẽ có tác dụng gì? Đó là mở mở một cái ứng dụng ở trên máy tính. Đó, mở một cái ứng dụng trên máy tính. Thì đối với cái việc mà kích đúp chuột trái thì chủ yếu là hay người ta hay sử dụng các bạn. Đây là cái cách mà sử dụng chuột mà hay dùng nhất đối với người dùng máy tính. Đó. À, riêng mình thì mình cũng hay dùng cái cách này, đó là kích đúp chuột trái để mở một cái ứng dụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. À, ví dụ như là các bạn muốn mở cái ứng dụng computer đúng không? Tức là máy tính của tôi đấy, thì các bạn sẽ kích chuột trái hai lần liên tiếp nhé. À, các bạn phải kích nhanh nhé, còn kích chậm là không được nhé. Ví dụ mình kích đúp chuột trái hai lần liên tiếp này. Đó, đấy, như vậy là mình đã mở My Computer lên nhá, mở cái My Computer, cái máy của mình lên. Và mình thao tác lại này, kích đúp chuột trái này, kích hai lần chuột trái liên tiếp. Đó, rồi sau khi vào đây thì ví dụ mình muốn mở ODE lên ấy, thì mình cũng kích đúp chuột trái hai lần, mình sẽ mở ODE lên. Đó, vậy là mình mở ODE lên.
Thì sau khi mở ODE lên ấy, thì mình lại ví dụ mình muốn vào đây mình lại mở một cái thư mục nào đó chẳng hạn, mình cũng kích đúp chuột trái lên để mình mở cái thư mục này lên. Đấy, như vậy là mình vừa mở xong cái thư mục này ra. Hoặc là mình ví dụ mình muốn mở cái thư mục hình nền Bixi này, mình bấm chuột trái hai lần liên tiếp. Đó, thì ra cái thư mục về hình nền Bixi. Đó, các bạn nhá. Hoặc là mình mở cái music chẳng hạn đó, ví dụ như là nhạc hay chẳng hạn, mình cũng kích đúp chuột trái hai lần liên tiếp. Đó. À, như vậy là trong cái vấn đề cái nội dung thứ hai này đó là các bạn muốn mở một cái ứng dụng nào đó, mở một ứng dụng nào đó thì các bạn sẽ kích đúp chuột trái nha. Kích chuột trái hai lần liên tiếp. Đấy. Thì chúng ta sẽ mở cái ứng dụng đó lên. Rồi nội dung thứ ba đó là kích chuột phải một lần. Đó, kích chuột phải một lần để chúng ta làm gì? Đó là chỉnh sửa thông tin. Đó, chỉnh sửa thông tin cái ứng dụng đó. Có nghĩa là khi các bạn kích chuột phải một lần thì các bạn sẽ mục đích là các bạn sẽ chỉnh sửa thông tin cái ứng dụng đó là chính thôi. Đó. Chuột phải đây các bạn này. Cái chuột phải là chuột bên này nhá. Đây con chuột đấy nhá, còn chuột trái là chuột bên này nhá. Khi các bạn kích vào chuột phải này một lần này thì chúng ta sẽ có cái giao diện như sau này. À, ví dụ như mình muốn mở cái ứng dụng về ở đây, ví dụ như mình mở muốn muốn mở cái ứng dụng về cái bàn phím ảo này đi, mình sẽ kích chuột trái và mình kích chuột phải một lần này. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện ra cái cửa sổ này. Hiện ra cửa sổ này thì khi vào đây ấy, thì các bạn có thể chỉnh sửa cái ứng dụng này, ví dụ như các bạn đổi tên này. Đổi tên thì các bạn vào cái mục rename này. Đó, rename này. Các bạn muốn xóa thì các bạn đi vào cái mục delete này để xóa này. Đó, các bạn muốn copy cái ứng dụng này thì các bạn chọn lệnh copy này. Copy có nghĩa là sao chép đấy. Rồi các bạn muốn cắt. Cắt CUT có nghĩa là các bạn sẽ di chuyển đi nơi khác. Hoặc là send to. Send to có nghĩa là cùng di chuyển các bạn nhé, di chuyển từ cái này sang cái khác. Đấy, hoặc là ví dụ như là bring to taskbar này. Bring to taskbar có nghĩa là các bạn sẽ đưa cái ứng dụng này xuống dưới cái thanh taskbar, dưới cái thanh taskbar này. Ví dụ như vậy. Đó, hoặc là các bạn sẽ vào cái mục property này để các bạn chỉnh sửa này. Đó, các bạn vào đây, các bạn chỉnh sửa một số cái thông tin ở trong cái mục property này nhé. Đó. Rồi, hoặc là mình sẽ kích chuột phải cái ứng dụng Bowerboy 2007 lên chẳng hạn. Đấy. Thì sau khi vào đây các bạn có thể đổi tên, ví dụ Bowerboy 2007 thì các bạn có thể là đổi thành là trình chiếu Bowerboy, đổi tên thành trình chiếu Bowerboy, hoặc là các bạn có thể đổi tên thành là Bowerboy tên máy tính vân vân, đổi đổi tên đổi lại đúng không? Đó. Thì chia sẻ các bạn là đối với cái nội dung thứ ba này thì ít khi chúng ta sử dụng các bạn ạ. Đối với cái vấn đề chỉnh sửa thì cũng có nhưng mà thường thường là ít ít khi sử dụng. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ vào một cái ổ đĩa nào đấy, vào một cái ổ đĩa mình đổi tên cái thư mục chẳng hạn. Vào ổ đĩa đây. Rồi ví dụ cái thư mục này đang có cái tên là tổng hợp các bạn nhé, tổng hợp này. Bây giờ mình đặt, mình sẽ không thích cái chữ tổng hợp này mà mình sẽ đặt là đặt thành cái mình sẽ đặt thành cái tên, thành cái tên đó là tin tức tổng hợp chẳng hạn, thì mình sẽ ghi là hoặc là mình đặt tổng hợp năm 2021 hoặc vân vân, thì mình sẽ kích chuột phải lên này và mình sẽ chọn vào cái dòng rename. Rename có nghĩa là đổi tên. Đó, thì ví dụ như là mình ghi là tin tức tổng hợp chẳng hạn nhá. Đó. Tin hoặc là kiến thức chẳng hạn. Kiến thức. Đó, tổng hợp. Tổng hợp đó. Thì mình chỉ lấy một ví dụ vậy thôi, kiến thức tổng hợp. Đó, mình có thể đổi thành cái tên. Đấy, sau khi các bạn đổi tên thì các bạn kích chuột ra ngoài thì nó đổi từ cái tên tổng hợp thành cái tên là kiến thức tổng hợp, vân vân. Đó, rất là hay các bạn nhá. Đổi tên. Và sang cái nội dung thứ tư đó là kích chuột phải hai lần. Đấy, kích chuột phải hai lần để mở ứng dụng. Thì cái vấn đề mà kích chuột phải hai lần này thì nó cũng gần gần giống như là kích chuột trái hai lần các bạn này. À, khi các bạn kích chuột trái hai lần liên tiếp ấy, thì các bạn cũng mở ứng dụng đúng không? Bây giờ các bạn kích chuột phải hai lần thì các bạn cũng có thể là mở ứng dụng, nhưng mà các bạn sẽ phải thao tác chậm hơn, thao tác chậm hơn. Cho nên là vấn đề mà sử dụng chuột phải ấy, sử dụng chuột phải để mở ứng dụng thì ít khi sử dụng hơn các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau. À, ví dụ như bây giờ mình cũng thao tác lại, bây giờ mình muốn mở cái ứng dụng computer này lên này, thì các bạn sẽ kích chuột phải lên một lần. Đầu tiên là chúng ta sẽ kích chuột phải một lần này. Đó. Rồi sau khi các bạn kích chuột phải lần đầu tiên rồi thì các bạn sẽ kích lần thứ hai đúng không? Kích lần thứ hai thì các bạn sẽ kích vào cái dòng open này này. Đó, cùng kích chuột phải tiếp. Đấy, thì chúng ta sẽ mở cái ứng dụng My Computer lên. Rồi sau khi vào My Computer, ví dụ mình muốn mở ODE lên thì chúng ta cũng kích chuột phải hai lần.
Đầu tiên chúng ta sẽ kích lần đầu tiên này. Rồi, kích lần đầu tiên xong rồi thì chúng ta sẽ kích lần kích chuột phải lần nữa. Kích chuột phải lần nữa cái dòng tên cùng này các bạn nhá, cái dòng open này này, các bạn kích chuột phải lần nữa này. Đó, thì chúng ta sẽ mở ổ để E lên. Ổ để D cũng vậy nhá, các bạn kích chuột phải lên này. Rồi, tiếp theo kích chuột phải tiếp vào cái mục open này. Để chúng ta mở ổ để D lên. Đấy, thì cách làm rất là đơn giản như vậy các bạn nhá, cách làm rất là đơn giản. Và chúng ta sang cái nội dung thứ năm là bấm và rê chuột trái này, bấm và rê chuột trái. Đấy, mục đích là chúng ta để di chuyển cái ứng dụng, di chuyển một cái ứng dụng nào đó. Ví dụ như là các bạn muốn di chuyển cái ứng dụng UnitK này chẳng hạn này. Ví dụ các bạn không thích nó nằm ở vị trí này, các bạn cho nó xuống vị trí dưới cùng này, thì các bạn sẽ nhấn vào di chuột trái vào đây nhé. Các bạn nhấn vào di chuột trái vào đây để các bạn kéo rê. Là ví dụ như mình nhấn vào đây và kéo rê xuống dưới này. Đó, như vậy mình đã cho cái ứng dụng UnitK này xuống dưới này. Rồi, thứ hai, ví dụ mình không muốn cho cái ứng dụng Powerboy này ở trên này thì mình sẽ bấm vào di chuột trái nhé. Bấm vào di chuột trái này. Và chúng ta sẽ kéo rê chuột để chúng ta đưa cái ứng dụng Powerboy xuống dưới này. Đó, thì cái cách này là mục đích là khi mà bấm và rê chuột ấy, thì để chúng ta di chuyển cái ứng dụng, di chuyển ứng dụng đến cái vị trí mà các bạn thích nhé, để các bạn phục vụ cho công việc của mình. Rồi, chúng ta sang cái nội dung cuối, đó là kéo con lăn chuột. Đó, thì cái nội dung này tương đối là dài, thì trong cái vấn đề thứ sáu này, kéo con lăn chuột này thì thường là hay áp dụng cho trường hợp mà các bạn hay đọc báo này, hoặc là hay xem phim ở trên mạng ấy. Hoặc là khi các bạn soạn thảo văn bản thì các bạn sẽ kéo cái trang này, ví dụ như là các bạn để con trỏ chuột vào trong này, trong cái một cái trang như thế này. Bây giờ các bạn kéo con lăn chuột đúng không? Kéo con lăn chuột này. Đây. Các bạn kéo con lăn chuột này ra đằng trước này. Đấy, hoặc là ra đằng sau. Thì lúc này cái trang của mình nó sẽ chạy lên xuống các bạn nhé. Cái trang của mình nó sẽ chạy lên xuống. Ví dụ như đây này. Mình sẽ kéo nha, mình sẽ kéo con lăn chuột thì các bạn sẽ để ý là cái trang gột thì nó sẽ chạy lên xuống này. Đó, mình kéo con lăn chuột ra đằng sau ấy thì cái trang này nó sẽ chạy lên phía trên này, đấy chạy lên phía trên nhá. Rồi, và bây giờ mình đẩy con lăn chuột ra đằng trước này thì khi cái trang này nó sẽ chạy xuống dưới này. Đó. Đấy, như vậy là mục đích là khi mà các bạn là sử dụng con lăn chuột là để đẩy cái trang này lên hoặc là xuống các bạn nhá, lên hoặc là xuống đây. Đấy, lên xuống này. Lên xuống. Hoặc là khi các bạn mở ứng dụng YouTube lên nhá. Và các bạn có thể là đẩy cái trang này lên hoặc là xuống để các bạn tìm kiếm video đúng không? Các bạn tìm kiếm video trên YouTube thì các bạn cũng có thể là sử dụng con lăn chuột nhé, để các bạn kéo cái trang này nhé, kéo cái trang này đây. Đó, vậy là mình đang sử dụng con lăn chuột để mình kéo cái trang này lên này, để mình tìm video. Rồi, mình sẽ kéo ngược lại các bạn nhé, kéo ngược lại. Rồi, đó thì cái cách làm rất là dễ như vậy các bạn nhé, kéo lên này, kéo lên. Đấy. Và thì cái vấn đề mà các bạn là sử dụng chuột máy tính ấy, chuột máy tính thì rất là dễ, các bạn chỉ cần thao tác trong vòng khoảng một tuần thôi. Khi các bạn mới mua máy tính về ấy, thì các bạn sẽ sử dụng thành thạo nhé. Rồi thì thời gian vừa qua mình cũng có chia sẻ được một số cái video ở trên kênh của mình về cái cách sử dụng máy tính dành cho các bạn mới sử dụng lần đầu. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ các bạn về cách mà các bạn truy cập vào cái kênh của mình luôn nhé, để các bạn tham khảo thêm một số cái video ở trên kênh của mình nhé. Rồi, sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại, các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV nhá, không dấu nhá, không dấu, khám phá cuộc sống TV không dấu, TV viết tắt này. Rồi sau đây các bạn kích vào cái nút kính lúp bên phải này này để các bạn tìm kiếm này. Rồi đây là cái kênh của mình các bạn nhá, cái kênh khám phá cuộc sống TV này. Sau đây các bạn kích vào cái hình avatar này nhá. Rồi sau khi các bạn truy cập vào kênh của mình ấy, thì tiếp theo là các bạn sẽ kích vào cái mục danh sách phát này này, danh sách phát. Và lúc này các bạn nhìn sang bên phải nhé, các bạn kích vào cái nút mũi tên này này để các bạn tìm kiếm video nhé, để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn nhé. Đó, thì trong cái phần mà danh sách phát đã tạo này thì mình có để được một số cái mục này, và trong này thì mình có để được cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu nhé. Thì trong này mình chia sẻ rất là chi tiết các cái video mà dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu, hoặc là người lớn tuổi và người già. Ví dụ như là cách sử dụng bàn phím này, rồi cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính này. Đó, rồi cách sử dụng Windows 7, vân vân.
Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này nhé, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu này, để các bạn tham khảo thêm một số video ở trong này nhé. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng chuột máy tính thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.